up with a slow motion crew, and we up in our growlings when people change, but not us. And we just chillin', kicking it, kissed by the sun. Could be soaked to the skin in the moss soon. I know she got the good vibes when seasons change, but we're the same. Even if I lost all my money, the zero runs deep, honey. And I don't need to speak a single word, 'cause you got me haunting, haunting. Even if my jokes aren't funny, my tongue tied up, honey. And I don't need to speak a single word. Rồi, xin chào các bạn. Thì hôm nay thì mình sẽ vừa mới sắm cái con này. Đây gọi là Boss Go thế hệ 2. Thì mình muốn do nhu cầu công việc của mình nên mình sắm cái con này. Thì mình sẽ bóc tem cho các bạn xem. Đây. Boss Go. Đây là một cái thiết bị xoắn tua vít. Thay vì mình xoắn bằng cái tua vít bằng tay thủ công thì nó sẽ tích hợp bằng máy cho chúng ta. Đây là khoan, dạng khoan nhỏ mà nó có tua vít. Ở đây thì nó có thông số này, các bạn có thể xem này, bật ra vôn này. Đây là cái lực của nó này, rồi số vòng quay, rồi số vòng quay trên phút, rồi trọng lượng. Đó, các bạn có thể xem cái thông số của nó. Do nhu cầu công việc thì nếu mà bạn nào có làm thì các bạn có thể thấy này, chúng ta có thể sửa máy vi tính này, chúng ta có thể sửa điện này, chúng ta có thể sửa máy giặt này, làm mộc gỗ. Thì do nhu cầu công việc của bạn nào thì các bạn có thể sắm tiện chúng ta thì chúng ta sắm về. Giá thành của nó thì tùy nơi dao động của bạn. Thì cái này, bộ này thì mình mua với giá là 750, do là tùy lúc tùy nơi shop sẽ bán, hoặc là thiết bị lời nó bán khác nhau. Nếu các bạn hay tìm những nơi mà gọi là uy tín chúng ta mua. Rồi, mình sẽ bóc tem cho các bạn. Mình sẽ bóc tem nha. Đó, cái hộp của nó thì các bạn có thể thấy đây, một cái tờ giấy phiếu bảo hành, một cái hộp đựng. Dưới này nó có một cái cuốn sách hướng dẫn trên tiếng Việt, tiếng Thái. Đây có phần tiếng Việt đấy các bạn, trong này này có phần tiếng Việt. Bỏ sang bên luôn. Hộp này sang bên. Thì cái hộp này mình giữ lại, mình nên giữ lại để mình có thể đựng mấy cái đồ hộp này, mình đựng vô khi mình không sử dụng, mình đựng vô cho nó có thẩm mỹ. Mình bỏ sang bên đi, đưa đến cái này đi. Đây. Đó. Của hãng Boss. Cái thương hiệu này thì các bạn không mấy xa lạ rồi. Nó có cho một cái hộp để đựng, khi nào chúng ta sử dụng thì chúng ta mang ra, không sử dụng chúng ta có thể cất vô tránh va đập. Có thể gọi là độ thẩm mỹ cao, chúng ta mang ra. Đó. Đây đi kèm thì nó sẽ cho hai cái mũi khoan. Đó, pH 1 và pH 2. Thì đây nó có cái chỉ dẫn này, nếu các bạn có xài thì sử dụng này. Đây là nhân vật chính của chúng ta. Thì đây là một cái má để chúng ta quét bảo hành. Đó, chúng ta cào ra, chúng ta nhắn tin với cú pháp theo cái hướng dẫn ở trong cái phiếu bảo hành này. Tí mình sẽ nhắn tin xem cái này có phải là
chính hiệu hay không, chính hãng hay không. Đó. Đây là nút nguồn, nút tới lui, nút nguồn, nút tới lui này. Còn nút ở dưới thì chúng ta vặn để cứng này, chúng ta khi mà chúng ta cái máy này nó hết pin hoặc là nó không đủ sức ấy, chúng ta để ở dưới, chúng ta để cứng thì để chúng ta xoáy. Đây, xoáy vô. Đây là nút chỉnh gọi là các chế độ. Chế độ như là vặn vít vít nhỏ này, đây có hình vít nhỏ này, đây là vặn vít lớn này, đây là maximum thì tùy vào với cái điều kiện hoặc là chúng ta sử dụng, chúng ta nên chỉnh cái nút này như thế nào cho nó hợp lý. Đó, chúng ta có thể chỉnh này. Rồi, ở dưới này thì nó sẽ có dây. And I've been chilling, watching the ocean with you. Baby up with a slow motion crew. And we up in our cloudlands when people change, but not us. And we just chilling, kicking it, kissed by the sun. Could be soaked to the skin in the moss soon. I know she got the good vibes when cái dây sạc kèm theo thì nó sẽ không có lốc sạc. Nó sẽ cắm vô cái lốc sạc của cái máy điện thoại, thì chúng ta nên sử dụng cái điện thoại của dòng Android hoặc chúng ta cắm trực tiếp vô cái máy vi tính thì nó cũng có thể sạc. Rồi sau đây là tiến hành đăng ký sản phiếu bảo hành này, thì các bạn sẽ làm theo hướng dẫn sau đây này. Trước tiên các bạn cào cái mã số ở trên cái máy, cái tem này, sau đó thì chúng ta kiếm cái số seri ở trên cái máy mà chúng ta mua về. Ví dụ như đây nè, mình mua cái máy này thì cái số seri nó sẽ nằm ở đây này các bạn. Số seri này, đây đó, đây là dòng số seri này, 02101988. Đây là cái này, cái tháng với năm sản xuất đó. Sau khi chúng ta kiếm được hai số này rồi thì chúng ta tiến hành này, soạn tìm cái cú pháp này DAC này, khoảng trắng này, rồi chúng ta ghi điện cái mã số ta cào vô ở đây. Rồi sau khi mà chúng ta cào điện vô, chúng ta nhấn tiếp chữ A cộng, chúng ta nhấn số seri này vô này. Nhấn số seri trên thân máy này vô đó. Rồi, đó là cách chúng ta kiểm tra cái hàng chính hãng và hàng chính hãng. Thì sau khi chúng ta kiểm tra xong thì nó sẽ báo về một cái tin nhắn là và nó kích hoạt thành công bảo hành. Rồi, xin chào các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn sau. Down and mash me.